thì cậu mợ cũng mong muốn rằng là hai cháu tạo một cái cơ hội để tiếp cận và đi đến hôn nhân một cách sớm nhất. Xin lỗi. Cảm ơn mợ Thảo. Cảm ơn mợ. Sớm nhất nha. Nhà gái mình đi với ai vậy? Dạ, em đi với chị đồng nghiệp ạ. Con xin chào cô chú bên đại diện nhà trai, chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Em làm chung với Diễm cũng được 2 năm. Thì Diễm là người rất là hiền lành, sống tình cảm, là người phụ nữ của gia đình. Theo yêu cầu của anh thì em thấy Diễm rất là phù hợp. Em chỉ mong là anh nghiêm túc trong tình cảm. Và nếu như mà anh và Diễm có duyên á, thì mong anh là chăm sóc và quan tâm Diễm nhiều. Tại vì em thấy Diễm rất là chân thành, một cô gái rất là tốt. Rồi, cảm ơn em gái. Mình cùng là dân Tiền Giang. Mời nhà trai. Mời em trai. Bạn nữ giới thiệu về mình trước nè. Em chào chị Ngọc Lan, em chào anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả. Em tên là Đặng Thị Ngọc Diễm, năm nay em 35 tuổi. Em đến từ Tiền Giang. Hiện tại em đang làm kế toán cho một công ty giao thông vận tải tại Hồ Chí Minh ạ. Đang run hả? Dạ. Này ôm một cái cho hết run nha. Diễm qua Tiền Giang hả? Dạ. Vậy là quê cùng với Linh đó nha. Dạ. Mời em trai. Lần đầu tiên xin chào MC Quyền Linh, nhà chị Ngọc Lan, bạn gái bên kia và quý vị khán giả có trong khán phòng ngày hôm nay. Là chào trân trọng nhất. Mình là Nguyễn Nhân Diện, năm nay 44 tuổi, quê thì ở lại Tiền Giang. Tiền Giang luôn. Dạ. Giờ hiện tại đang công tác và làm việc là sinh sống ở Bình Dương, Thuận An, Bình Dương. Diện làm gì Diện? Dạ, nghề nghiệp của em là dược sĩ anh. Rồi bán thuốc hay là hiện nay là bán thuốc hay là sản xuất thuốc? Dạ, em có một cái cửa hàng của riêng em. Cửa hàng bán thuốc luôn hả? Em tự mở, em quản lý của cá nhân em luôn. Cửa hàng đó luôn. Dạ. Bạn Diễm là ở đâu, huyện nào Diễm? Dạ, em ở Gò Công Tây ạ. Cách xa khoảng mấy chục cây số thôi. Mình nói về ưu điểm và khuyết điểm của nhau đi. Bạn gái nói trước đi. Ưu điểm của em thì là thân thiện, hòa đồng với lại thiên về tình cảm gia đình. Còn khuyết điểm của em là nấu ăn không giỏi và giao tiếp cũng không giỏi. Còn nhà trai? Ưu điểm của em là nhậu thì cũng ít. Rồi thứ hai nữa là không hút thuốc. Nhược điểm của em thì cũng hơi nóng tính chút. Nóng quá thì mình làm gì nè? Cũng bỏ đi đâu đó phải khóa một thời gian rồi cho nó đỡ chứ đừng nóng quá, đừng có làm bậy nha. Dạ. Nóng quá có đập đồ được không? Dạ không, chưa chị. Đập cũng sao đâu. Ngày thứ hai nữa là nhược điểm là hơi luộn thuộn. Đồ đạc thì để trong phòng nhiều khi chưa ngăn nắp lắm. Tại ở con mình. Ở đường tình duyên của Diện là sao? Dạ em có 2 mối tình. Một con trẻ là 23 tuổi thì cũng có quen một cô kia. Rồi trong cái mùa ôn thi rồi quen xong rồi tới làm hồ sơ đi thi Cát Tường á. Thì đi thi xong rồi mỗi người mỗi ngã rồi mất liên lạc luôn. Chia tay luôn. Người ấy rồi không biết đậu gớt rồi coi như là sao luôn rồi không liên lạc được nữa. Còn dài đây gần đây thì có một mối nhưng mà nguyên nhân là có người thứ ba xuất hiện rồi thử. Người thứ ba xuất hiện ha. Không biết nhà gái sao? Chị có một mối tình là cũng lâu rồi, từ năm 2011 đến hôm nay, và sau đó cũng có tìm hiểu nhưng mà cũng chưa có đi đến đâu. Người ta là không có kinh nghiệm luôn đó. Vậy bên đây 2 mối thật ra cũng không có gì sâu sắc luôn á. Mẫu hình lý tưởng của mình đi. Trước tiên không hút thuốc. Rồi bên đó là không hút thuốc. Biết quan tâm chăm sóc và không gia trưởng á. Bên đây chắc không gia trưởng, ở đây cũng hiền lắm. Dạ. Nãy giờ cũng rung y chang bên đó vậy đó. Bây giờ mình muốn cái người bạn trai mình cao nhiêu? Cao hơn em một chút được rồi. Cao là có cao á, nhưng mà mập hay ốm? Thích mập hay ốm? Dạ em chào anh. Dạ. Cao lắm. Em gái thích mập hay ốm? Dạ mập một xíu đi anh. Ốm rồi mất công đi ra người ta nói là khó nuôi. Có luôn. Mập có mập. Dễ thương lắm. Búp mít. Làm như chương trình tuyển hay sao? Tuyển mà tao đọc hồ sơ người ta mới tuyển giống như vậy, nay hỏi lợi thôi. Dạ. Hiểu không? Rồi còn em trai? Người yêu của em thì biết nấu ăn thôi. Rồi thứ hai nữa hiền. Rồi biết lễ phép gia đình. Rồi hai chung thủy. Dạ ai người ta cũng mong muốn có bồ vậy hết trơn trọi anh. Dạ. Cái điều gì anh không thích nè? Không thích mình. Cái ù xăm nhỏ nhỏ, cái trái tim ngay trán này được không? Không có ai mà đi xăm trái tim ngay trán hết trơn trọi. Ví dụ nhỏ nhỏ lỗ tai. Ví dụ cũng kỳ cục. Hay xăm cổ tay. Con gái giờ hay xăm cổ tay dễ thương lắm. Xăm gì đó được không? Có thể chăm chế được. Được đúng không? Nhỏ nhỏ dễ thương mà. Thẩm mỹ đẹp mà. Liễu bự quá thì. Thật ra xăm mình nó là một cái nghệ thuật. Biết về nó thì thật ra nó rất là đẹp luôn á nha. Mỗi một hình xăm nó đều có một cái ý nghĩa khác. Đúng rồi, hình xăm cũng không phải nói lên tính cách con người. Có nhiều người xăm nhưng người ta rất là hiền. Qua tôi coi có xăm mình không đó. Không, sao coi. Chào em gái Tiền Giang. Dạ. Có xăm mình không? Dạ không. Có không? Dạ. Không có à. Chắc không? Chắc à. Nãy giờ yêu cầu nhà trai đưa ra đó, mình thấy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? đáp ứng được cái chung thủy, không xâm mình. Bao giờ thì mình có thể đi đến kết hôn được? Gia đình em cũng hối lắm rồi. Hối lắm rồi hả? Nếu mà có điều kiện thì là năm nay hoặc là năm sau thì cũng được. Ngon. Năm nay luôn á, chứ bên đây cũng lớn rồi. Năm nay được, năm nay lấy được, giờ mới đầu năm à. Tôi thấy nhà trai tôi chịu cái ý kiến bên nhà gái rồi đó. Trong năm nay được không? Dạ được chị. Dạ, quá được đúng không? Dạ. Bên đây cũng ngon nhau lắm. Chào tốt. Được. Đó. Bây giờ là anh đi với ai? Dạ đi với Mợ Sáu ạ. Có cậu với Mợ Sáu hả? Kính chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Qua cái trao đổi ngắn trên chương trình thì cậu Mợ nhận thấy là cháu gái có gương mặt rất là dễ nhìn, hiền và có công việc ổn định. Công tác cũng tại thành phố Hồ Chí Minh là cũng thuận tiện cho nhà trai, cháu trai cũng Bình Dương thì lên xuống cũng gần. Thì cậu Mợ cũng mong muốn rằng là hai cháu tạo một cái cơ hội để tiếp cận và đi đến hôn nhân một cách sớm nhất. Xin lỗi. Dạ. Cảm ơn Mợ Sáu. Cảm ơn Mợ. Sớm nhất nha. Nhà gái mình đi với ai vậy? Dạ, em đi với chị đồng nghiệp ạ. Con xin chào cô chú bên đại diện nhà trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Em làm chung với Diễm cũng được 2 năm. Thì Diễm là người rất là hiền lành, sống tình cảm, là người phụ nữ của gia đình. Theo yêu cầu của anh thì em thấy Diễm rất là phù hợp. Em chỉ mong là anh nghiêm túc trong tình cảm. Và nếu như mà anh và Diễm có duyên á, thì mong anh là chăm sóc và quan tâm Diễm nhiều. Tại vì em thấy Diễm rất là chân thành, một cô gái rất là tốt. Rồi, cảm ơn em gái. Mình cùng là dân Tiền Giang hết, nó dễ tìm hiểu ha. Dạ. Dễ nói chuyện với nhau. Mở rào. Bắt đầu đi Diện. Bước qua liền. Chào em. Dạm ngõ luôn. Lần đầu tiên em có món quà trên tặng em không? Dạ em cảm ơn. Dạ. Em cũng cảm ơn món quà. Dạ, cảm ơn em. Anh nhìn em thì xinh xắn dễ thương. Dạ. Em mà hồi nãy em nói em công tác kế toán ở thành phố mà ở quận mấy vậy? Dạ em làm ở quận Tân Bình đó anh. À, vì cũng gần, anh ở Bình Dương. Dạ. Cái quan điểm hôn nhân của em thì sao? Dạ. Vô liền. Quan điểm của em là chung thủy, san sẻ và cảm thông. Anh thì có điều đó, anh đã đặt cái điều đó mà. Chung thủy nãy anh đang hàng đầu. Dạ. Hai bạn ơi. Cái gia trưởng hồi nãy em có nói thì anh không có gia trưởng đâu. Dạ. Ừ. Tính anh thì cũng hiền lắm. Dạ. Thì hiện tại thì vô liền. Anh kinh doanh làm ăn bình thường thôi. Rồi cái gì anh thấy thì cũng sao. Còn cái toán của em thì bây giờ ở khu công nghiệp, anh ở gần khu công nghiệp là cũng nhiều lắm, dễ nhanh lắm. Dạ. Có điều kiện thì mình về chung cũng tiện ha. Rồi em vô cho hoài trời. Vô liền vô. Tấn công liền phải không? Thì em đến đây á là cũng muốn là cho mình một cơ hội và cho người đối diện một cơ hội. Ừ, anh cũng vậy. Dạ thì được. Vậy bấm nút luôn hả? Ủa vậy là xong rồi hả? Ừ xong rồi đó hả? Được dạ, gì? Quá được chị, quá được. Bấm nút đi, bấm nút đi. Bây giờ hai người tiến tới nắm tay nhau cái có được không? Cho nắm tay em. Ừ. Nắm tay anh rồi anh gửi một ca khúc như là Tình Nghèo Có Nhau. Okay. Anh không tìm người yêu lý tưởng đâu em. Anh không tìm người yêu tuyệt đối đâu em. Anh không tìm người yêu nhan sắc mỹ miều, người yêu đài cát cắm hoa lụa là vàng son. Anh không tìm người yêu thái trắng đội đen. Anh không tìm người yêu say đắm sao hoa. Anh không tìm người yêu ngọc ngà cao quý vàng son em ơi. Hay quá. Được hay không các bạn sẽ quyết định ngay tức khắc bằng nút bấm của mình. Chứ nhà trai tôi muốn lấy vợ lắm rồi đó. Lấy vợ để làm chủ tiệm thuốc. Chúng ta chờ trong giây lát. 1 2 3. Hết thời gian. Bấm nút. Đã chính thức mình hẹn hò với nhau rồi. Bây giờ mình nắm tay nhau nào. Nắm gì này sang tan tay vô. Nó xì tin dâu chút xíu. Đó. Được không? Chắc được. Bây giờ là chính thức hẹn hò với nhau nha. Không có e ngại gì nữa nha. Được chưa Diễm? Anh nghĩ rằng đúng với người em đã mong muốn đó. Chúc hai bạn sẽ hạnh phúc nha. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ cội mọi nhà. Sản phẩm cốt súp gà của công ty Quốc Việt Foods được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Tập đoàn Bất động sản Hưng Lộc Phát tặng mỗi bạn một voucher mua nhà trị giá 10 triệu đồng. Hưng Lộc Phát, kiến tạo giá trị cuộc sống. Đặc biệt, Tập đoàn Bất động sản Hưng Lộc Phát cũng dành tặng thêm voucher trị giá 100 triệu đồng nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Chúc các bạn sớm về chung một nhà và sở hữu một tổ ấm yêu thương cho mình. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép, hân hạnh tài trợ phần quà giá trị. Em đã yêu cầu người bạn đời như thế nào? Em thì một bạn thì có luôn. Đúng tiêu chuẩn luôn. Mọc dễ thương mẹ. Mọc quá. Mọc tới vậy được. Đó, đẹp chưa? Mọc mọc nói được mọc nữa nha. Có người khen luôn. Mốt đừng nói phụ nữ mọc. Em nói là mốt biết thôi. Nó mọc quá, nó đụng chạm nhiều người lắm. Em nói mốt biết dễ thương điều chưa hợp với tôi thôi. Người mọc không có lỗi trong đây. Nhiều khi mình chọn mình nó không thích người mọc. Ta lão làm gì đâu mình không thích. Mọc dễ thương lắm em. Mất biết chứ Quân. Mộng mềm á. Suốt. Mềm. Mềm á. Còn gì nữa không? Vậy thôi hả? Thôi. Anh thấy cái này cái luôn á. Anh thấy cái đặc biệt là cái đồng tiền nha. Cười cái này đó. Một bên cũng được. Mà nó sâu nha. Nó sâu lắm á. Này lần cũng dài lắm á. Đầu tiền sai, sau nó giận dai lắm. Hay giận là giận nhiều đúng không? Đúng rồi, nhiều đúng không thì nó đúng. Đầu tiền sau, giận thì giận dai, mà không giận thì giận nhiều lần. Nói gì vậy? Không giận sau á, không giận dai là giận nhiều lần. Tức là ngày giận dai một lần nữa. Giận hoài. Đúng rồi, đi uống phượng như thế. Rồi, dễ thương mà, tôi thấy nhà trai qua con nhà gái cũng thấy dễ thương liền, chịu liền. Đi qua con ghế nhà trai kỹ hơn chút. Nhà trai cũng hơi bị khôi ngô tướng tướng rồi. Vậy nhà trai về cho chị Lan hỏi là em có cái điều gì em không thích ở phụ nữ không? Những điều mà phụ nữ không cần. Có nghĩa là có cái điều gì không nói là nhiều chỗ mà cũng không giữa kẻ tiếp như là hai người được không? Được không? Nói gì thôi chứ đóng cửa bảo nhau. Nói gì thôi chứ phụ nữ mà tới nóng giận mới xả bất thể mà đối ngồi với ai không. Có những người phụ nữ họ rất là ý thức trong chuyện đó, rất là hay. Ở trong nhà có thúi cỡ nào thúi ở ngoài đường không ai biết hết. Hoặc là giận chồng cỡ nào đi chăng nữa là nhìn ở chỗ đó về nhà đóng cửa là cái là xốp liền. Ngoài đường không ai biết. Cái đó là không phải xạo đó. Đó. Xả rồi mất mặt ta giữa đám đông đó. Và hết sức là nguy hiểm. Đúng. Những phụ nữ đó rất hay. Mà anh này lại có cái nhu cầu người phụ nữ như vậy đúng. Chúng ta này cũng rất là tinh tế. Vậy thì có gì cũng đóng cửa dạy nhau nha. Đúng. Đừng có gọi là gia cũng hay gì đó nha. Thậm chí con cái rồi không biết nữa mà. Đúng rồi. Đó là gia đình của Lan, mọi người ba mẹ Lan là như vậy. Nhưng mà Lan khác nha. Lan là xả. Lan có cơ hội đó luôn á. Rồi. Bây giờ mình đi với ai nè? Rồi. Em ruột rồi. Mời em ruột nè. Mời em ruột cầm micro. Đừng nói đi em. Nói luôn đi. Em chào anh. Em tên chị Hồ Thị Ngọc. Em thấy chị dâu tương lai sao? Có giữ không? Thấy có khắt khe, có nguyên tắc không? Đó. Vậy là nghe ruột nó chưa? Yên tâm rồi đó. Rồi bây giờ em gái đi với anh nè. Có mẹ ha. Rồi mời nhà gái. Có mẹ là yên tâm rồi. Mẹ thấy con để tương lai được không? Xin chào, Dạ. Cũng như tất toàn thể các quý vị ở trường quay. Trước khi có lời nhận xét về bạn trai ở bên này và đẹp con gái, thì mình cũng xin gửi lời cảm ơn chương trình đã tạo một cái sân chơi để cho những các cháu không có cái điều kiện cảnh để giao lưu với lại bạn bè, với lại không có nhiều cái điều kiện để xúc tiếp với lại các bạn bè để tìm hiểu được cái của mình. Thì qua sân chơi này thì hai cháu có thể cũng như tất cả các em cháu khác có thể là tìm được cái nửa kia của mình thì rất là tốt. Nên là con xin rất là cảm ơn chương trình. Cũng lên đây cũng lên dịp mà năm mới của năm 2023 sắp tới, năm 2023 sắp tới thì tôi cũng xin chúc tới toàn thể mọi người, chúc cho MC Quyền Linh ekip của chương trình và tất cả mọi người trong trường quay sang năm mới có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và một cuộc sống an lành đầy may mắn. Cái đó là cũng ở con nữa, cho nên cũng chững chạc, những con trai bây giờ cũng chững chạc và cũng rất là nói chung là chịu thà. Cảm ơn đại gia. Thái độ của mẹ, nhìn lời nói của mẹ là hình dung con gái như thế nào rồi đó Cường. Làm gì nói chuyện với người ta mà mắt mày trợn gì. Ôi. Thái độ đó là thái độ ác đó, là muốn tắt người ta ra đó. Không có tắt. Phải dịu dàng nhẹ nhàng mà nói. Đó đúng rồi. Nhà gái. Đó rồi. Nhà trai cũng. Nói chung là hai cậu đó hổ đồng ý. Như hoạt hình hết. Bây giờ làm sao? Mở ra. Đó. Chuyện của Cường nha. Bây giờ chúng ta nghe nói hết rồi. Bây giờ mình bắt đầu tiến tới mạnh dạng lên thầy giáo nha. Không gian được của hai em đó, muốn làm gì làm đi. Thầy anh cũng tại một S từ lúc sau rồi đứng lên hát được thoải mái cười nhìn nó hát anh ta với trả bài vậy mới vô gặp trả bài rồi. Lời như con quên xuống giữa đồng hồ mây mông lãng phương gần gió em dùng hát lòng hoàn toàn rồi hôm nay phong là mơ vòng tay em dấu anh làm